Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 5 đã mạnh lên cấp 10, cấp 11 và chiều nay tâm của nó nằm ngay trên khu vực phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách bờ biển Quảng Ninh, Nam Định khoảng 490 km về phía đông đông nam. Khoảng tối nay mùng 2 tháng 8, với tốc độ lên tới 20 đến 25 km/h, bão số 5 sẽ vượt qua phía bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc và đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão sẽ áp sát bờ biển Quảng Ninh, Nam Định với sức gió mạnh nhất ở mức cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong trưa chiều mai, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đổ bộ vào ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 8, tâm bão đã ở sâu trong đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, ngay sát thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong đêm mai và rạng sáng ngày 4 tháng 8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ như là Quảng Ninh, Hải Phòng cho đến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Từ đêm nay, mưa lớn ban đầu tập trung ở các tỉnh ven biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, sau đó cho tới Thanh Hóa. Còn sau đó thì vùng mưa sẽ lan rộng ra khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Tiếp đó, vùng mưa tiếp tục tràn xuống các toàn bộ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Đến đêm mai, vùng mưa tiếp tục lan rộng sang các tỉnh miền núi phía Tây như là Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái. Cơn bão số 5 có đặc điểm là mưa nhiều và gió mạnh, cho nên người dân cần liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và cùng phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời phòng tránh tác động của bão khi nó tiến vào đất liền. Với bà con vùng đồng bằng, cần che chắn tháo nước cho đồng ruộng, hạn chế tình trạng cây hoa màu ngập úng, dập nát. Ở những vùng ven biển là nơi có gió to sóng lớn, đặc biệt là nước biển dâng kết hợp với kỳ chiều cường, cho nên cần khẩn trương di dân khi có yêu cầu. Trong sáng nay, hàng nghìn người ở khu vực xung yếu của Quảng Ninh, Hải Phòng đã được yêu cầu sơ tán. Trong khi đó, thì người dân các tỉnh vùng núi lại đề phòng nước lũ lên bất ngờ tại các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở những vùng xung yếu. Cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế từ chiều nay trời đã chuyển nhiều mây và có mưa, trong đó thì mưa lớn tập trung ở phần phía bắc của khu vực. Trên các sông từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nền nhiệt độ giảm mạnh với mức cao nhất ngày mai cũng chỉ trong khoảng 30 cho đến 32 độ, trái ngược hoàn toàn với tiết trời oi nóng ngày hôm nay. Ở sâu hơn về phía nam thì các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời cũng có xu hướng nhiều mây hơn, ban ngày trời nắng, nền nhiệt độ giảm nhẹ với nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Chiều tối và đêm trên toàn khu vực lại có mưa rào và dông rải rác. Bão số 5 gián tiếp thúc đẩy trường gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh lên, do đó vào chiều tối và đêm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa phân bố không đều, một số nơi có mưa với lượng khá lớn tập trung ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Sang ngày mai thì trên toàn khu vực trời có nắng gián đoạn, cường độ nắng cũng khá dịu cho nên nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến từ 30 cho đến 33 độ và trên cao nguyên là từ 27 cho đến 29 độ. Trên biển, dù bão số 5 đã rời đi nhưng quần đảo Hoàng Sa vẫn còn mưa bão, tầm nhìn xa là từ 2 cho đến 4 km, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh, nhiệt độ từ 25 cho đến 29 độ. Trong khi đó, gió Tây Nam bị hút vào hoàn lưu bão cho nên ở khu vực quần đảo Trường Sa cường độ gió lên tới cấp 6, giật cấp 7, trời có mưa rào và dông, tầm nhìn xa là từ 4 đến 10 km, biển động, nhiệt độ từ 25 cho đến 31 độ. Như vậy là ngày mai, bão số 5 sẽ cập bờ gây mưa to gió lớn trên khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chúng tôi sẽ còn đưa tin thêm về cơn bão này trong các bản tin tiếp theo trên kênh VTC14. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!